Trang, sánh trước của đi kịp chú rể Văn Thành xin phép được chính thức bắt đầu và một trận đấu tận hưởng được chưa mừng. Và tất cả quý vị em có lẽ rằng trong khoảnh khắc người đây nhà sân với cả một tràng với tay thật lớn nữa đây, tất cả quý vị em một tràng với tay thật lớn ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay nhiệt thành của tất cả quý vị và song hành với những tràng vỗ tay nhiệt thành của tất cả quý vị đó chính là màn bắn pháo sáng đến từ trung tâm tổ chức sự kiện cho buổi trưa ngày nay đã chính thức khai mạc cho đại lễ thành hôn chúc mừng ngày phúc cho năm cho cả đời nương đức kim chúa rể Văn Thành sánh duyên của cô dâu Thùy Trung trong buổi trưa ngày nay ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một ngày hôm nay quả thật đúng là trời dạng mây cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn thì ban tổ chức chương trình chúng tôi cũng chợt nhận ra rằng qua sông thì cũng phải có bến có đò, mà dựng vợ gả chồng thì cũng phải dặn dò dăm câu, mà dặn con thì sớm cú ra tán ai cái cá của con này nơ tiền bán chồng hí bán chồng thôi khỏi đó bất cứ một chứ màu hoàng ải nó ơi ơi nó thắng đủ sáng nản mà sống quá cũng như có bản có mướng thỉnh có bao nhiêu phóng ra nè kẻ rồi hay thì mới cắp nam với cún bản đi sao mướng đi tiếng đi phàm tiếng phàm khao ăn hai cái nhiên đi tướng ta bảy cho nhau ta khỏi ràng cả nhau đây hai cái trang này cầu đúng cầu ta chiếc phí tao cầu phí tên cầu phiên màu trắng màu cầu phiên hang trắng hang nam phiên khá trắng khá khá tốt đó mướng phần khẩu con đúng cả đà con ta cả gấp mình đang cởi đớp mượn đuông nướng tè bè cũng thấm nhị ôn nói ỏi hát tốt kèm phô kèm phao tăng ta thảy mất tư ta bừ mới riêng tế phổ mô ta nói mong hoa phá mưu to xám nhị môn âm bà khá nên kênh cứng tay xin trông phả mà cái thấy xin trông rắn kênh cứng tay tiên đào hân hung mang khẩu cho chốt cố phải hẳn nói môn âm bà khá nên cho như phiền thảo tăng giáo phiền báo tăng nhớ tiêm chữa tiêm phá rút khẩu rút đoán chứ sàn tăng hút ta phí chứ chí tăng hút ta hướng ta hướng đẩy hướng tông sao chí ta phí đẩy phí nơi cổ muôn sao sàn đúng phần nhưng mà tăng hút ta chữa hổ nôm hồn phồm ra trong đổng nông khoáng nắng phái tăng đầu măng men kén quam nơi tẩn ngọt tâm cắm phản sai ớ đài phản nam tìm đài phản phả tó đó hơn phản hồng mường con tề mương phản phương đó khỏi trại chứ hổng hạc rông trại hổng phá rông tên tầng nguồn chi mà sao bò xa mẹ để quan chú tầng cưng chú áo quan báo quan sao tầng cưng chú ơn hạ rào phát cái đây rù nả khả cái đây rù tìm tìm cái có cả nả cái có sơ cô ta hùa có sử có ma có ba mà tầng ta có thứ nước xa mà làm có quan thảm thổi quan này là cùng chèn quan nhé là cùng xa bò mẹ tả nay tự tâm hạ cẳng tên xa đèn chứa hạ đèn pha chú tế thì cài hai con nó ma khỏi cửa kém mà hạ vào đây mà đi mà tăng cha má hà đầy hắc bà dạng xả tình kênh mơ nô nó quê hả xong co mẹ sọ tánh hoa ta xin mơ đi hà đầy mơ đi miên tan mơ sắn miên xe bà ru áo tàu mơ sọ bảy hà ta phê phú cha tà nai tăng cá cư phủ cư cơn và có hạc bên phải bia bám càn mơ chú bảo phèn ru rà nâu hào hào hỏi chân thay co mẹ tăng cá tăng đài phật hào chân mà những khăn mẹ ngớp thì mở mà khử miên nó ải non tăng cá nơ vâng nhờ là hào khăn nữa em co mẹ tăng phủ cho con nơ. Và như vậy vừa rồi toàn thể quý vị đã cùng nhau và được lắng nghe bài phát biểu của bác trưởng đoàn Hồ Nhà Trai. Thì nhà trai thì phát biểu xong rồi, nhà gái thì cũng phải tỏ lòng đôi họ ba cô, tỏ lòng cho bên rể bên dâu, tỏ lòng cho hai họ về dâu về dài đúng không ạ? À, chính vì vậy xin được chào kính mời bác trưởng đoàn Hồ Nhà Gái sẽ có đôi lời phát biểu, kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ạ. Khách ở sau phép em bò mẹ nọ phải có thay mặt các món là gia đình tăng ngắn của những nơi hay là đó phèo em bà mẹ phụ cho con bà mẹ tính khẩu tính xịt tính sao xin qua sang bón bà bón mẹ qua phụ già tà nai qua nhám cháu khỏi lăng kính dân ta bản ta khoáng ta dân ta cháu qua cổng ít bóng nà nè với mi kè ra hai hai mi hình ta là đến bất tâm nam bác cún xin qua sang bón bà bón mẹ ta phải phụ cháu sang bón tảo đúng tảo ta ta là xong kỳ ham sàn kỳ cái kênh cho dịch căn na khả thế này là khẩu sốc cái này mát bát cho dịch kinh không mà khẩu tiền mở chắc mà khẩu tiền hai cái hang nang tiền khá trong khá rất là khá cho luôn còn khẩu chắc mà như mi đủ lúc nào còn tà được ấm còn pha được muốn luôn nữa thì về cùng chắc xin tiền nào nó học tất cả thắng năng cả phục em cao tên ta phải mà mưa ta bừ mà đi ăn ngay ta đi chắc trang trùng trang trùng trang nhớ đủ trái qua chắc mà lại nhớ là bằng xe ma mà đâu bằng xe quán cứ chân chắc ta đủ tư sổ xét của đê khi xe làm tỉnh tỉnh mức này cao cài chắc mang quay cao hồ chính phủ có sòn đứng
phong trào cán bộ trần thủ đất ta xéo nhé tăng láng cô tây mưa hoặc cao pháp tiền nào cô đang tỉnh khoái tỉnh cấn tiền nha cơ bà phải là cái tiếng ào phải giáo tiếng phà cơ là mà phải khi hứa sức trường trà khám ống phải tung trà khí xe ơ được tê mía xào mỏi ra mỏi mía xào kéo hoa đã có phải cày bao nữa ơ khai quát lụp nhím quá trong ba nhà làm sổ mất tung thằng này nhớ làm tèn chế cần xăng ơ nhà làm phục đứng pha nhà làm lá ổn đứng xe ơ quan tôi rồi ải phải miên đồng non có trắng nả mái xanh nôm kinh cùng sẵn sàng trả hay là hoặc vẫn chờ ơ mà rồi ải cơ vô khám kiểm rồi em vô nhịp sửa đó nửa càng có hồn nhằn cáo cứng nha kiện gần lá nha cao ơ đón từ xa nàng bàn báo tản tính mình đang thăng ca vẫn nông phẩu nông ca ơ đón hủ nước ta đồng non để đó tổng xâm hao kỳ nhau ơ có chứng này dục bấu sao lại ai biết có chứng này khi mà thêm mà làm khi mà cắn mà đi ơ khi sẽ quàng mà nửa sửa các kỳ mới dừng ôi cái này khám xì sao đó mà phẩu đến cẩu mà phèn chén chèn cùng ai xếp hà ơi vẫn nả vẫn tiếng tà hàm vẫn nhá đúng tà hàm vẫn phăng ơi con trăng tính con xiểm hay mà quan xiểm với cháu hù hô vẫn sẵn tẩy cái lại hơi nước chờ ơi mình phẩu nhau nhau ngại nào.